Kênh Channel xin chào các bạn. Thưa các bạn, ngay sau chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Cuba và Mỹ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp tục có chuyến công du quan trọng tới Liên bang Nga từ ngày 20 năm đến ngày 28 tháng 9 năm 2021. Trong đó, dự kiến ngày 27 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ có cuộc hội đàm. Vậy vì sao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam lại thăm Liên bang Nga vào thời điểm này? Và chuyến đi nhằm mục đích gì? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này. Trước hết phải thấy rằng Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai nước cũng đang ở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mức độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Do đó, chuyến đi này chắc chắn sẽ tiếp nối và củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia. Năm ngoái, hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm nay tròn 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và năm 2022 sẽ là kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Gần 2 năm qua, do đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hai bên chưa thể thực hiện các cuộc trao đổi đoàn cấp cao. Tuy nhiên, trao đổi cấp cao vẫn được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức điện đàm, gửi thư. Đặc biệt gần đây nhất, vào ngày 16 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có buổi điện đàm hết sức hiệu quả và thực chất nhằm tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng văn hóa, giáo dục. Việt Nga là nước đầu tiên, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đi thăm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ngay sau khi Nga vừa tổ chức thành công bầu cử tại Duma Quốc gia, cho thấy Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Liên bang Nga. Vào ngày 27 tháng 9, hai bộ trưởng dự kiến thảo luận về các phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp giữa hai nước trên trường quốc tế và thu xếp tổ chức các chuyến thăm cấp cao từ giờ cho đến cuối năm nay. Đánh giá cao các thành tiệu và kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga trong thời gian vừa qua, hai bên dự kiến tập trung thảo luận các biện pháp cụ thể trong hợp tác phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19, bao gồm cả việc cung cấp vaccine Sputnik V cho Việt Nam, cũng như chuyển giao công nghệ sản xuất Sputnik 5 tại Việt Nam. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Thanh Sơn sẽ có các cuộc làm việc với lãnh đạo các cơ quan nhà nước của Nga và gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga. Thứ hai, thúc đẩy thương mại trong thời gian tới. Mặc dù đại dịch Covid-19 đã gây nhiều tác động tiêu cực tới hoạt động thương mại toàn cầu nói chung, cũng như của Việt Nam và Liên bang Nga nói riêng, hợp tác thương mại Việt-Nga vẫn đạt được những bước phát triển tích cực trong năm 2020. Theo thống kê của Liên bang Nga, Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2020 đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với năm 2019. Trong đó, xuất khẩu từ Nga sang Việt Nam đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 42,9%. Nhập khẩu hàng hóa của Nga từ Việt Nam đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,9%. Năm nay, thương mại Việt Nga tiếp tục tăng trưởng khá, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước 7 tháng đầu năm đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Nga đạt 924 triệu đô la Mỹ, tăng 13,3%, xuất khẩu của Việt Nam tăng 28,1%. Dự kiến trong năm nay, thương mại song phương Việt Nam Liên bang Nga sẽ đạt mức khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy thương mại trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục tận dụng tốt hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu EAEU, hai bên cần tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường của nhau một cách thuận lợi hơn đặc biệt là đối với hàng dệt may, nông sản, thực phẩm, thủy sản vì hiện nay nhu cầu của hai nước đối với các sản phẩm này tăng rất cao. Bên cạnh đó, xuất khẩu các mặt hàng dệt may, giày dép, thủy sản, đồ gỗ, điện tử, nông sản của Việt Nam cũng như các mặt hàng lúa mì, thịt, dược phẩm, hóa chất, thiết bị máy móc của Liên bang Nga cũng là những sản phẩm có thể đóng góp lớn vào tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước nếu được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa. Thứ ba, hợp tác phòng chống dịch Covid-19. Trong thời gian qua, Việt Nam và Liên bang Nga đã hợp tác hết sức hiệu quả trong lĩnh vực phòng chống Covid-19. Hai bên có những cử chỉ hỗ trợ nhau hết sức kịp thời, trao đổi thực chất, qua đó đạt được những kết quả tích cực. Một trong những kết quả đó là việc công ty Vibiotech đóng chai thành công vaccine Sputnik 5 của Nga và đã nhận được giấy phép chứng nhận đặt yêu cầu từ Viện Gamaleya nơi sáng chế ra vaccine Sputnik 5. Trong thời gian tới, Vibiotech tiến hành đóng chai đại trà với công suất dự kiến 5 triệu liều trong một tháng. Vào tuần trước, Nga đã chuyển sinh phẩm để Vibiotech thực hiện đóng chai 1 triệu liều và toàn bộ số vaccine này sẽ được phân phối ở Việt Nam. Việc Vibiotech thực hiện đóng chai thành công vaccine Sputnik V có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tại Việt Nam, Sputnik V là vaccine duy nhất đã có thành công bước đầu trong việc chuyển giao công nghệ. Qua đó, tạo tiền đề cho việc không những đảm bảo nhu cầu vaccine trong nước, mà còn từng bước biến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất vaccine Sputnik V trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Tập đoàn TNT và Quỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài Nga đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp cho Việt Nam 40 triệu liều vaccine Sputnik V trong năm 2021. Hai bên đang tích cực làm việc để xây dựng lịch giao dịch vaccine phù hợp với năng lực sản xuất của Nga và năng lực tiếp nhận của Việt Nam. Do hiện tại nguồn cung vaccine trên thế giới còn khan hiếm, Việt Nam có chủ trương đa dạng hóa nguồn cung vaccine để phục vụ cho mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Nga là nước có nền khoa học, nghiên cứu y học rất tốt, Bằng chứng thể hiện công việc Nga đã sáng chế và đăng ký tổng cộng 4 loại vaccine phòng chống COVID-19. Do vậy, trong thời gian tới, Việt Nam dự kiến sẽ xem xét một số loại vaccine phòng chống COVID-19 khác của Nga. Trước đó, vào ngày 26 tháng 8, lô vaccine Sputnik V mã số SV030721 m sản xuất tại Vibiotech đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamaleya Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Thành công này sẽ giúp Việt Nam sớm tiếp cận được nguồn vaccine chất lượng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong tháng 9 này, công ty sẽ tiếp tục nhập bán thành phẩm vaccine Sputnik V về Việt Nam để nhanh chóng đóng ống, đóng gói vaccine này tại Việt Nam nhằm chủ động nguồn cung vaccine Sputnik V tại Việt Nam. Vaccine Sputnik V phát triển dựa trên nền tảng vector adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới. Lịch tiêm là 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí The Lancet, vaccine Sputnik V đã hiệu quả lên tới 91,6%. Riêng đối với tình nguyện viên trên 60 tuổi, tỷ lệ này là 91,8%. Sau tiêm, 98% tình nguyện viên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Tại Việt Nam, vaccine Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp có điều kiện vào ngày 23 tháng 3. Ngày 21 tháng 7, Vibotech chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vaccine Sputnik V tại Việt Nam. Ngoài ra, Vibotech cũng thúc đẩy việc nộp hồ sơ vaccine Sputnik Light để nhanh chóng đăng ký sớm cho vaccine này. Sau đó, Vibotech sẽ trao đổi với các nhà cung cấp ở Nga để đóng gói ống đóng vaccine này tại Việt Nam. Khác với các loại vaccine khác, Sputnik Light chỉ cần tiêm một liều duy nhất. Thứ tư, tăng trưởng du lịch, phục hồi sau đại dịch. Trước đại dịch Covid-19, số lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam tăng rất nhanh đạt hơn 600.000 lượt khách vào năm 2019. Khách du lịch Nga yêu thích du lịch Việt Nam vì phong cảnh đẹp, bãi biển trong, người dân thân thiện, trong đó có rất nhiều thông thạo ngôn ngữ và văn hóa Nga. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Việt Nam. Bởi vậy, việc tăng trưởng du lịch, phục hồi sau đại dịch là một trong những ưu tiên trong quan hệ song phương hậu Covid-19. Hiện tại Việt Nam đã có kế hoạch mở cửa từng bước ngành du lịch cho khách du lịch nước ngoài trong đó ưu tiên khách du lịch Nga từ tháng 11 năm nay đến Phú Quốc. Sau đó sẽ xem xét đón khách du lịch đến một số địa phương khác như Khánh Hòa, Đà Nẵng. Để du lịch tại Việt Nam, khách quốc tế cần đáp ứng các tiêu chuẩn bao gồm chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, thời gian tiêm mũi 2 sau ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Đối với người từng nhiễm COVID-19, phải có chứng nhận đã khỏi bệnh được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng. Đồng thời, khách phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận bằng tiếng Anh với kết quả âm tính và đã đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành. Thưa các bạn, với những mục tiêu như trên, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Liên bang Nga hứa hẹn sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại